audio book truyện ngắn Mẹ Đêm do nhà văn Trang Hạ dịch, được thể hiện qua công nghệ chuyển văn bản sang giọng nói tết sờ mát của công ty cổ phần Trác Thị Vàng. Phần 1. 23 năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi. Đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi, hút cho xa. Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười nghe dại quanh quẩn trong làng. Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi làm vợ, chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi đứa nối dõi sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn nhưng nhìn cảnh nhà cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể. Khi mẹ sinh tôi, bà nội ấm cháu hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng, vui sướng nói: cái con mẹ điên này mà lại sinh cho bà cái đứa chống gậy rồi. Có điều sinh tôi ra, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ đến gần con. Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội dùng hết sức gào lên: đưa, đưa tôi. Bà nội mặc kệ. Tôi còn trứng nước như thế, như khối thịt non, biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao. Dù sao mẹ cũng chỉ là con điên. Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi, bà nội lại trợn mắt lên chửi: mày đừng có hòng bế con, tao còn lâu mới đưa cho mày. Tao mà phát hiện mày bế nó, tao đánh mày chết. Có đánh chưa chết thì tao cũng sẽ đuổi mày cút, bà nội nói với vẻ kiên quyết và chắc chắn. Mẹ hiểu ra, mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp, mỗi lần chỉ dám đứng ở xa xa ngó tôi. Cho dù vú mẹ sữa căng đầy cứng, nhưng tôi không được một ngụm sữa mẹ nào. Bà nội đút từng thìa nuôi cho tôi lớn. Bà nói, trong sữa mẹ có bệnh thần kinh, nếu lây sang tôi thì phiền lắm. Hồi đó, nhà tôi vẫn đang giãy giụa giữa vũng bùn lầy của nghèo đói. Đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà vẫn thường phải chiêu niêu. Bà nội quyết định đuổi mẹ, vì mẹ không những chỉ ngồi nhà ăn hại cơm nhà, còn thỉnh thoảng làm thành tiếng thị phi. Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc đầy một bát cơm đưa cho mẹ, bảo: con dâu, nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi, mẹ có lỗi với cô. Cô ăn hết bát cơm này đi, rồi đi tìm nhà nào giàu có hơn một tí mà ở, sau này cấm con được quay lại đây nữa, nghe chưa? Mẹ tôi vừa vào một miếng cơm to vào mồm, nghe bà nội tôi hạ lệnh tiễn khách, liền tỏ ra kinh ngạc, ngụm cơm đờ ra lả tả trong miệng. Mẹ nhìn tôi đang nằm trong lòng bà, lắp bắp kêu ai oán: đừng, đừng. Bà nội sắc mặt lại, lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng nghiêm giọng hét: con dâu điên mày ngang bướng cái gì, bướng thì chả có quả tốt lành gì đâu. Mày vốn lang thang khắp nơi, tao bao dung mày 2 năm rồi, mày còn đòi cái gì nữa. Ăn hết bát đấy rồi đi đi, nghe thấy chưa hả? Nói đoạn bà nội lôi sau cửa ra cái xẻng, đập thật mạnh xuống nền đất như Dư Thái Quân nắm gậy đầu rồng. Phần. Một tiếng. Mẹ sợ chết giấc, khiếp nhược lén nhìn bà nội, lại chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bát cơm trước mặt, có nước mắt rưới trên những hạt cơm trắng nhật. Dưới cái nhìn giám sát, mẹ chợt có một cử động kỳ quặc. Mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang cái bát không khác, rồi nhìn bà một cách đáng thương hại. Bà nội ngồi thẫn thờ, hóa ra mẹ muốn nói với bà rằng mỗi bữa mẹ sẽ chỉ ăn nửa bát, chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi. Bà nội trong lòng như bị ai vò cho mấy nắm. Bà nội cũng là đàn bà, sự cứng rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài. Bà nội quay đầu đi, rút những nước mắt nóng đi, rồi quay lại sắc mặt nói: ăn mau ăn mau, ăn xong còn đi, ở nhà này cô cũng chết đói thôi. Mẹ tôi dường như tuyệt vọng, đến ngay cả nửa bát cơm con cũng không ăn. Thập thỉnh bước ra khỏi cửa, nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu không bước ra. Bà nội dằn lòng đuổi: cô đi,
đừng có quay đầu lại. Dưới gầm trời này còn nhiều nhà người ta giàu. Mẹ tôi quay lại, đưa một tay ra phía lòng bà. Thì ra mẹ muốn được ôm tôi một tí. Bà nội lưỡng lự một lúc rồi đưa tôi trong bọc tả lót cho mẹ. Lần đầu tiên mẹ được ấm tôi vào lòng, môi nhấp nhấp cười, cười hạnh phúc rạng rỡ. Còn bà nội như gặp quân thù, hai tay đỡ sẵn dưới thân tôi, chỉ sợ mẹ lên cơn điên, quăng tôi đi như quăng rác. Mẹ ôm tôi chưa được 3 phút, bà nội không đợi được dặn tôi trở lại, rồi vào nhà cài chặt then cửa lại. Khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu biết một chút, tôi mới phát hiện, ngoài tôi ra, bọn trẻ chơi cùng tôi đều có mẹ. Tôi tìm cha đòi, tìm bà đòi, họ đều nói, mẹ tôi chết rồi. Nhưng bọn bạn cùng làng đều bảo tôi, mẹ mày là một con điên, bị bà mày đuổi đi rồi. Tôi tìm bà nội vòi vĩnh, đòi bà phải trả mẹ lại, còn chửi bà là đồ, bà lan sói. Thậm chí hấp tung mọi cơm rau bà bưng cho tôi. Ngày đó, tôi làm gì biết, điên, nghĩa là cái gì đâu. Tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng, mẹ trông như thế nào nhỉ? Mẹ còn sống không?